Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10. Về quê chơi. Tránh xa cái pháo hoa ở Hà Nội ngày mùng 10 tháng 10, ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô. Ta về quê ta bắt tổ ong. Đây là tổ ong vàng. Mọi người nhìn thấy, chúng ta đập vào nó sẽ bị đốt ngay. Tổ này thì mới xây, mới làm nên còn nhỏ. Nếu mà xong khoảng độ tháng hơn tháng nữa thì có thể là to bằng cái thúng đấy. Đấy, rất to. Chúng ta động vào ngay là bị đốt ngay. Đấy, chúng ta phải đi ngay. Đây là tổ ong vàng trên cây nhãn. Chúng ta sẽ ra cây bưởi để tìm một tổ ong khác. Đây là cây bưởi, quả rất đẹp và ăn cũng rất ngon. Đây, rất nhiều bưởi. Bình quân cây này ra nó khoảng hơn 200 quả, nhưng mà chúng ta chỉ để lại khoảng 50 quả thôi. 40-50 quả thôi để cho cây đủ sức nuôi quả. Quả to và đẹp hơn. Chọn những quả to và đẹp để lại. Chứ chúng ta không để để hết. Đây, rất to, rất đẹp. Và chúng ta bắt một quả bưởi này về ăn thử. Bưởi này rất ngon và rất ngọt. Bưởi màu tím rất đẹp. Nó nhìn rất hấp dẫn. Đây, chúng ta bắt được quả bưởi này. Chúng ta phải bỏ quả bưởi này.